Tin tổng hợp trưa ngày 12 tháng 6 New York Times Nhiều nhà lập pháp dân chủ lo ngại trước sự lãnh đạo của ông Biden Ukraine phản bác bình luận của ông Biden rằng ông Zelensky từng không muốn nghe cảnh báo Tình báo Anh nói Nga đang dần cạn kiệt vũ khí độ chính xác cao Nga tuyên bố tập kích căn cứ lính đánh thuê tại Ukraine Chuyên gia, nếu thành công ở Ukraine, Nga sẽ mở rộng cuộc xâm lược sang quốc gia khác. Cộng đồng y tế kêu gọi hãy đứng ra chống lại hoạt động giết người vô tội để lấy nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 12 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một báo cáo của New York Times hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 6 tiết lộ rằng nhiều quan chức đảng Dân Chủ không mấy tin tưởng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể giữ cho đảng tồn tại trong bối cảnh khủng hoảng gia tăng. Báo cáo của các phóng viên Brad Epstein và Jennifer Medina trích dẫn gần 50 quan chức đảng Dân Chủ và cử trí thất vọng. Những người lo lắng về sức mạnh đang lên của đảng Cộng Hòa và cực kỳ bi quan về con đường phía trước dưới thời chính quyền Biden. Steve Simonidis một thành viên đảng Dân Chủ từ Florida, được truy dẫn trong báo cáo cho biết. Để nói rằng đất nước của chúng ta đang đi đúng hướng thì rõ ràng là khác xa thực tế. Vị này cũng thúc giục ông Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào năm 2024. Báo cáo cũng mô tả ủy ban ngày 6 tháng 1, có lẽ là cơ hội cuối cùng và tốt nhất cho đảng Dân Chủ xoay chuyển cục diện trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra. Epstein và Medina thừa nhận rằng đảng Dân Chủ đang vật lộn để đối phó với một loạt bất lợi đang bủa vây bao gồm. Tỷ lệ lạm phát chưa từng thấy trong 4 thập niên, giá xăng tăng cao, đại dịch kéo dài, hàng loạt vụ xả súng, tối cao pháp viện đã sẵn sàng chấm dứt quyền phá thai của liên bang. Một cuộc thăm dò của AP gần đây cho thấy, ông Biden chỉ nhận được 73% ủng hộ từ các cử tri dân chủ. Thưa quý vị, trở lại với chiến tranh Nga-Ukraine. Các trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky đã đáp trả bình luận của ông Biden rằng tổng thống Ukraine không muốn nghe những cảnh báo của Mỹ trước cuộc xâm lược của Nga. Phát biểu tại buổi gây quỹ của Đảng Dân chủ ở Los Angeles hôm thứ sáu, Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ có dữ liệu và biết ý định Putin sẽ đưa quân vào, nhưng ông Zelensky không muốn nghe và nhiều người cũng vậy. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng tôi có thể đang phóng đại và Zelensky không muốn nghe điều đó. Ông Biden nói. Người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Sergey Nikiforov, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã có ba hoặc bốn cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ trước khi cuộc chiến bắt đầu. Trong đó họ thảo luận chi tiết về đánh giá tình hình. Do đó, cụm từ không muốn nghe có lẽ cần được làm rõ. Ông Nikiforov nói với hãng tin Ukraine Liga.net Ngoài ra, nếu bạn còn nhớ, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi các đối tác đưa ra một gói trừng phạt, phòng ngừa nhằm khuyến khích Nga rút quân và giảm leo thang tình hình. Ông Nikiforov nói và nhấn mạnh, ở đây chúng tôi có thể nói rằng các đối tác của chúng tôi không muốn nghe chúng tôi nói. Trong khi đó, cố vấn của ông Zelensky, Mikhail Prodiak nói rằng bình luận của ông Biden là không hoàn toàn đúng và Kiev nhận thức rõ ràng rằng Nga đang phát triển nhiều kịch bản mở rộng khác nhau. Ông nói, ông Zelensky luôn có những bản phân tích liên quan trên bàn làm việc của mình dựa trên trí tuệ chất lượng. Tổng thống cũng cẩn thận phản ứng trước tất cả những lời nói và cảnh báo của các đối tác của chúng tôi. Ông Prodiak nói rằng, Ukraine hiểu rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược và đang chuẩn bị cho việc này. Ông nói thêm, thật vô lý khi đổ lỗi cho một quốc gia đã chống lại kẻ xâm lược trong hơn 100 ngày, khi các quốc gia chủ chốt không thể ngăn cản Liên bang Nga xâm lược. Newsweek cho biết họ đã liên hệ với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ để đưa ra bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Mặc dù tổng thống Zelensky đã được ca ngợi trên khắp thế giới về khả năng lãnh đạo khi quốc gia bước vào chiến tranh, nhưng vẫn có những dấu hỏi về sự chuẩn bị của ông cho cuộc chiến. Và tuần trước khi Putin xâm lược, ông Zelensky đã loại trừ cảnh báo của chính quyền Biden về một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Nga, vì lo ngại nó sẽ gây hại cho nền kinh tế Ukraine. Hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 6, ông Zelensky nói với Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng chiến tranh gây ra những hậu quả cho trật tự toàn cầu. Ông nói qua liên kết video rằng, chính trên các chiến trường của Ukraine, các quy tắc tương lai của thế giới này đang được quyết định. Ông cũng nói, các lực lượng của đất nước ông đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía đông đất nước, đặc biệt là ở thành phố Severodonetsk. Lãnh đạo Ukraine còn khẳng định đất nước của ông chắc chắn sẽ thắng thế trong cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu. Thưa quý vị, theo báo cáo tình báo mới từ Bộ Quốc phòng Anh, MOD, Nga đang dần cạn kiệt nguồn dự trữ vũ khí chính xác cao và họ buộc phải sử dụng vũ khí từ thời chiến tranh lạnh để tiếp tục cuộc xâm lược. Cụ thể, quân đội của Tổng thống Putin đang phải thay thế các tên lửa đang sử dụng bằng KH-22. Tình báo Anh cho biết trong bản tin hôm 11 tháng 6, Kể từ tháng 4 năm 2022, các máy bay ném bom hạng Trung của Nga đã sử dụng tên lửa chống hạm hạng nặng KH-22 từ những năm 1960 nhằm vào các mục tiêu trên bộ. Những tên lửa hạng nặng 5,5 tấn này chủ yếu được thiết kế để tiêu diệt hàng không mẫu hạm bằng đầu đạn hạt nhân. Khi được sử dụng trong vai trò tấn công mặt đất bằng đầu đạn thông thường, chúng có độ chính xác rất kém, do đó có thể gây ra thiệt hại đáng kể và thương vong cho dân thường. Anh là quốc gia cho đầu tiên gửi vũ khí đến Ukraine và kể từ đó đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 900 triệu đô cho Kyiv. Trong đó bao gồm hàng nghìn tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và xe bọc thép và gần đây nhất là hệ thống tên lửa phóng loạt. Tổng thống Zelensky đã ca ngợi sự ủng hộ của anh, đồng thời mô tả London là một người bạn thực sự. Ông từng nói: "Nói chung tôi rất biết ơn nước anh. Cuộc chiến này đã thể hiện ai mới là bạn của chúng tôi, không chỉ là người bạn chiến lược mà là người bạn thực sự." Nga tuyên bố tập kích căn cứ lính đánh thuê tại Ukraine. Thưa quý vị, tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay đã phá hủy căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài gần làng Avdechevka ở tỉnh Kharkiv, đông bắc của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 11 tháng 6. Tướng Konashenkov nói rằng không quân Nga cũng tập kích chính khu vực tập kết binh sĩ, khí tài Ukraine và năm chuyên địa pháo phản lực ở tỉnh miền đông Lugansk. Một hệ thống phòng không tầm trung, bước 11 cũng bị phá hủy gần làng Minkovka ở tỉnh Donetsk lân cận. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin do Nga công bố. Ukraine bắt đầu thành lập quân đoàn quốc tế vài ngày sau khi Nga mở cuộc xâm lược. Kiev cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho những người nước ngoài sẵn sàng đến nước này tham chiến chống lại lực lượng Nga. Những người này được đề nghị đến đăng ký tại các đại sứ quán của Ukraine ở phương Tây và ra chiến trường. Quân đội Nga gọi những tay súng tình nguyện phương Tây này là lính đánh thuê nước ngoài và thường xuyên tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào vị trí tập trung của họ. Nga tuần trước cho biết đã tiêu diệt hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn sự xuất hiện của các lực lượng này ở Ukraine. Thưa quý vị, khi tâm điểm của cuộc chiến ở Ukraine đang tập trung ở Donbass, Oleg Lastman, một chuyên gia về Nga cảnh báo Điện Kremlin có kế hoạch mở rộng cuộc xâm lược trên khắp châu Âu. Tổng thống Nga Putin tuần này đã đưa ra những cảnh báo về ý định bành trướng quân sự trong tương lai khi ông viện dẫn di sản của Sa hoàng Peter Đại đế. Nhà lãnh đạo nổi tiếng của Nga, người trị vì từ năm 1682 đến năm 1725, đã dẫn đầu một loạt các cuộc chiến thành công giúp thiết lập đất nước trở thành một thế lực hùng mạnh. Peter Đại Đế đã tiến hành cuộc chiến tranh phương Bắc vĩ đại trong 21 năm. Ông Putin nói trong một bài phát biểu với các doanh nhân trẻ hôm 9 tháng 6. Có vẻ như ông ấy đang có chiến tranh với Thụy Điển. Ông ấy đang chiếm thứ gì đó. Ông ấy không chiếm gì hết. Ông ấy đang lấy lại. Ông ấy lấy lại những gì là của Nga. Ông Putin nói thêm. Rõ ràng đây cũng là bổn phận của chúng ta phải giành lại lãnh thổ và củng cố bản thân, ám chỉ đến cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra. Về vấn đề này, Express UK đã nói chuyện với chuyên gia Lachman trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy. Bà lưu ý Nga đã tham gia vào cuộc chiến với một lãnh thổ liên xô cũ. Chuyên gia này cũng không quên cảnh báo rằng những người khác có thể gặp rủi ro. Bà nói, phương Tây phải cung cấp cho Ukraine nhiều hỗ trợ quân sự nhất có thể, vì nếu Nga thành công ở đây, Họ sẽ mở rộng chiến tranh. Chiến tranh sẽ bùng phát từ Ukraine sang các khu vực khác của châu Âu. Balotelli đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng quân đội của Nga ở Transnistria, một khu vực ly khai không được công nhận ở Moldova, và đây cũng là một lãnh thổ khác từng thuộc Liên Xô cũ. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở Nam Ossetia, khu vực ly khai được coi là một phần của Georgia. Theo Balotelli, ngoài những quốc gia từng thuộc Liên Xô, Điện Kremlin gần đây cũng đe dọa các quốc gia khác như Thụy Điển và Phần Lan vì họ xin gia nhập NATO. Cộng đồng y tế kêu gọi hãy đứng ra chống lại hoạt động giết người vô tội để lấy nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, thiếu sự đưa tin của các phương tiện truyền thông, sự im lặng của thể chế, sự tự kiểm duyệt và lo sợ về sự trừng phạt của Bắc Kinh là một trong những lý do khiến nhiều người, bao gồm cả những người trong ngành y tế không biết về việc Trung Quốc đang diễn ra hoạt động giết người vô tội để lấy nội tạng. Những lý do đó đã được trình bày trong một cuộc thảo luận bàn tròn vào ngày 9 tháng 6 trong một sự kiện trực tuyến có tiêu đề Cưỡng bức mổ cấp nội tạng từ người sống, quá khứ, hiện tại, tương lai được phát sóng bởi Epoch TV và NTD. Hội nghị bàn tròn được tổ chức bởi nhóm vận động bác sĩ chống cưỡng bức mổ cấp nội tạng DAFOH có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo kinh nghiệm của tôi, chưa đến 10% toàn bộ cộng đồng y tế thực sự biết cưỡng bức thu hoạch nội tạng là gì, và thậm chí còn ít hơn thế. Và trên thực tế, chỉ một phần nhỏ trong số đó có bất kỳ sự hiểu biết nào về tòa án hoặc khối lượng dữ liệu khổng lồ ngoài đó. Chi Wetten, Gil Grace, phó giáo sư y khoa Đào Utan và phó giám đốc tổ chức DAFOH cho biết trong hội nghị bàn tròn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng cung cấp cho thị trường cấy ghép trong hơn một thập niên qua. Vào năm 2019, một ban hội thẩm độc lập, được gọi là Tòa án Trung Quốc, nhận thấy rằng hoạt động như vậy đang diễn ra trên quy mô đáng kể ở Trung Quốc. Tòa án kết luận rằng những hành động như vậy là tội ác chống lại loài người. Với các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng chính. Martin Elias, thành viên của Tòa án Trung Quốc và là giáo sư phẫu thuật tại Học College London, nói rằng việc xem xét các bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng khiến ông ấy cảm thấy kinh hoàng. Ông nói, chúng tôi gần như không muốn tin vào điều đó và thực hiện một cách tiếp cận rất thận trọng đối với bằng chứng, thứ cực kỳ quan trọng, được thu thập bởi những người rất dũng cảm trong một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, sự tranh lệch giữa số lượng người hiến tặng không chính thức và số lượng ca cây ghép, thời gian chờ đợi ngắn, các giao dịch tài chính bị lộ qua các cuộc điện thoại khiến chúng tôi không thể kết luận điều gì khác ngoài việc nó đã diễn ra. Phó giáo sư Gin thì nhớ lại cách trường đại học của ông từ chối đề xuất của ông về việc tổ chức một cuộc nói chuyện với cộng đồng cây ghép và pháp luật địa phương về việc cưỡng bước thu hành nội tạng của Trung Quốc vào cuối năm 2019 sau khi Tòa án Trung Quốc công bố kết quả của mình. Vì vậy, khi tôi đến gặp một trong những quan chức lãnh đạo cấp cao của chúng tôi và nói, hãy nhìn xem, ít nhất chúng ta cần ngồi xuống và nói về nó và nói về sự đồng loạt tiềm ẩn của chúng ta trong việc đào tạo những người từ Trung Quốc đến đây, học cách kế ghép, sau đó trở lại Trung Quốc và dính líu đến những tội ác chống lại loài người ở đó. Có khả năng là những hành động diệt chủng giết người vô tội để lấy nội tạng. Vô giáo sư tiếp tục. Về cơ bản, tôi đã được thông báo rằng không có nghi ngờ gì nữa rằng việc cương bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Nhưng có một lo ngại rằng, nếu chúng tôi nói bất cứ điều gì với tư cách là một trung tâm y tế, rằng Trung Quốc sẽ gửi tất cả sinh viên của họ đến Texas thay vì Utah, đó là phản hồi mà tôi nhận được. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có sự sợ hãi về quả báo kinh tế. Tôi nghĩ rằng có sự sợ hãi về quả báo nghề nghiệp, ông Gingrich kết luận. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định, và các bài giảng đạo đức xoay quanh các nguyên lý về chân, thiện và nhẫn. Hệ thống này đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990 với ước tính khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên. Nhưng điều này được coi là một mối đe dọa đối với sự kiểm soát của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch bức hại trên toàn quốc do cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động. Người đã thành lập văn phòng giống Gestapo được gọi là phòng 610 để thực hiện cuộc đàn áp của mình. Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, về cơ bản đã trở thành một ngân hàng nội tạng lớn không tự nguyện cho ngành công nghiệp cấy ghép của chế độ Trung Quốc. Nguồn cung nội tạng đã biến Trung Quốc trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch ghép tạng, vì các bệnh viện Trung Quốc thường cung cấp thời gian chờ đợi ngắn để ghép tạng cho bệnh nhân, nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển có hệ thống hiến tạng được thiết lập. David Beda, Chủ tịch và Giáo sư Đạo đức Sinh học và Chủ nghĩa Nhân văn Y tế tại Đại học Arizona trong hội nghị bàn tròn cho biết. Những gì tôi đã thấy trong cộng đồng của chúng tôi là các cá nhân đã tự kiểm duyệt bản thân khi tham gia vào cuộc thảo luận về cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đôi khi sự kiểm duyệt là do thể chế, ông nói thêm. Beda cảnh báo rằng, trong khi chế độ Trung Quốc là thủ phạm ở đây thì cũng có vấn đề về đồng lõa với tội ác của nó. Ông giải thích, bạn càng trở nên cá nhân với sự kiểm duyệt của mình thì bạn càng trở nên đồng lõa. Vì vậy, ở cả hai phía, chúng tôi đều có một người nhận nội tạng. Người có lỗi nhiều như nhau và đồng lõa trong vụ giết người giống như các bác sĩ phẫu thuật đang làm việc này. Ông Bê đã nói thêm. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí ghép tạng của Mỹ kết luận rằng các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc và các nhân viên y tế khác đã hành động như những đào phủ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghiên cứu ghi lại các trường hợp từ 71 ấn phẩm khoa học bằng tiếng Trung Quốc cho thấy hoạt động mua bán nội tạng diễn ra trước khi bệnh nhân được tuyên bố là chết não theo Jacob Levy, người sáng lập đơn vị cấy ghép tim tại trung tâm tim mạch Levy, Israel, một số chuyên gia y tế không thể tin rằng những đồng nghiệp Trung Quốc của họ lại tham gia vào việc cưỡng bức mổ cấp nội tạng. Sau khi tất cả các bằng chứng được tòa án Trung Quốc thu thập và sau hàng trăm bài báo được công bố về nó, các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn khó tin rằng các đồng nghiệp của chúng tôi ở Trung Quốc lại tham gia vào những hành động tàn bạo này. Ông Levy nói, Alessandro Centurion, một nhà thần kinh học và một thành viên của DAFOS đã kêu gọi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ AMA có quan điểm mạnh mẽ hơn về vấn đề này. AMA, theo Centurion, đã không đưa ra tuyên bố chính thức về việc cưỡng bức một cấp nội tạng của Trung Quốc ngoài một tuyên bố nhỏ vào năm ngoái và nó rất hời hợt khi không đề cập đến tòa án Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi cần thấy sự lãnh đạo từ AMA. Tôi thực sự sẽ thúc giục họ làm như vậy, ông Centurion nói và cho biết thật đáng khích lệ khi thấy Hiệp hội Y khoa Anh và Canada có lập trường lên án việc cưỡng bức mổ cấp nội tạng của chế độ Trung Quốc. Thurston Tree, giám đốc điều hành của DAFOH, kêu gọi nhiều người lên tiếng chống lại sự tàn bạo. Việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống không thể được chấp nhận trong cộng đồng toàn cầu ngày nay và mọi bác sĩ cũng như mọi cá nhân đều phải đưa ra quyết định. Ông Trey nói, tôi nghĩ đã đến lúc phá vỡ sự im lặng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.